cánh tay bọc mỡ, vai u thịt bắp nhờ làm điều này 10 phút mỗi ngày. Lý do bạn khó giảm bắp tay so với những bộ phận khác là vì bắp tay vận động ít và có sự trao đổi chất chậm, do đó chất béo thường tích lũy ở bắp tay nhiều hơn. Và để sớm có được cánh tay thon dài, duyên dáng và gợi cảm, các bạn gái hãy nhanh chóng kết thân với những bài tập đơn giản sau đây mỗi sáng và tối nhé. Bài tập 1. Đặt một chiếc ghế đằng sau lưng và chống hai tay lên. Tiếp đó, khuỵu gối hạ thấp thân dưới xuống. Dùng cánh tay để nâng đỡ cơ thể lên xuống nhịp nhàng. Bài tập 2. Hai tay cầm hai quả tạ 1kg, giơ hai quả tạ ra phía trước ngực, sau đó nhẹ nhàng đưa tạ lên cao, duỗi thẳng tay. Bài tập này giúp rèn luyện cơ vai và cơ bắp tay. Bài tập 3. Hai tay cầm hai quả tạ, giơ thẳng tạ lên cao rồi từ từ gập tay về phía đằng sau. Bài tập 4. Hai tay cầm hai quả tạ, giơ thẳng tay ra phía trước ngang bằng vai rồi hạ xuống đều đặn. Bài tập 5. Hai tay cầm hai quả tạ, giơ sang ngang rồi hạ xuống đều đặn. Bài tập 6. Cầm tạ, giơ thẳng lên cao rồi gập vuông góc để rèn luyện cơ delta. Bài tập 7. Cầm tạ và gập cánh tay về phía trước để rèn luyện cơ bắp tay. Bài tập 8. Cúi người về phía trước, nhẹ nhàng nâng hai tay cầm tạ lên, sao cho bắp tay vuông góc với cẳng tay. Bài tập 9. Vẫn làm bài tập nâng tạ khi cúi cong người, nhưng với bài tập này, bạn hãy nâng bắp tay lên cao hơn để các cơ vận động được nhiều hơn. Hãy chăm chỉ tập các bài tập trên đây để sớm có được bắp tay thon gọn như ý nhé. Cùng xem nhiều thông tin bổ ích hơn nữa tại website emdep.vn hoặc subscribe kênh Em Đẹp TV nhé.